thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị các bạn đến với những tin chính sau. 500 cảnh sát Nghệ An phá đường dây vay nặng lãi 1.000 tỷ, có sự tham gia của nhiều hot girl. Bộ Công an triệu tập Giám đốc CDC Hải Dương để điều tra chuyên án. Giám đốc công ty ở Cà Mau nổ là chủ đầu tư dự án để phân lô bán nền, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Phát hiện một doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế mua bán trái phép hóa đơn gần 35 tỷ đồng. Lộ nhiều tình tiết khó hiểu trong vụ test COVID-19 giá cắt cổ ở Bình Dương. Lợi dụng kẽ hở trong chuyển tiền trực tuyến, đối tượng gian manh lừa đảo tiền của nhiều người. Ngay sau đây mời quý vị các bạn đến với phần nội dung chi tiết. 500 cảnh sát Nghệ An phá đường dây vay nặng lãi 1.000 tỷ có sự tham gia của nhiều hot girl. Ngày 16 tháng 12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá một đường dây tín dụng đen có quy mô 1.000 tỷ đồng. Khám xét loạt địa điểm tại 28 tỉnh thành, bắt giữ được 52 đối tượng liên quan. Trước đó vào rạng sáng 15 tháng 12, Công an tỉnh Nghệ An huy động gần 500 cán bộ chiến sĩ tiến hành bắt khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện công ty tài chính Tân Tín Đạt ở tại 28 tỉnh thành phố trên khắp cả nước. Lực lượng công an đã bắt giữ được 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng với hơn 10.000 bị hại. Bước đầu cơ quan công an xác định mức lãi suất cao nhất mà các đối tượng của công ty cho vay là 5.000 đồng một triệu một ngày, tương đương với gần 200% một năm. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ việc điều tra. Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sĩ Dũng sinh năm 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính, nhưng thực chất là cho vay nặng lãi với nhiều văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước. Hình thức hoạt động tín dụng đen của đường dây này hết sức tinh vi. Các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại. Được biết, cơ quan công an xác định đường dây này có sự tham gia của nhiều cô gái trẻ xinh đẹp như hot girl. Hiện chuyên án đã được Công an tỉnh Nghệ An điều tra mở rộng. Bộ Công an triệu tập Giám đốc CDC Hải Dương để điều tra chuyên án. Ngày 16 tháng 12, nguồn tin của tin tức 24 giờ TV cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đang điều tra xác minh với ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương. Cũng theo nguồn tin này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã tiến hành triệu tập ông Tuyến đến cơ quan công an làm việc, phục vụ công tác điều tra một chuyên án. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 12, lực lượng thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an phường Quang Trung, thành phố Hải Dương thực hiện khám xét nơi làm việc của ông Tuyến. Để đảm bảo công tác điều tra, xác minh, mới đây Sở Y tế Hải Dương đã có văn bản về việc giao viên chức điều hành hoạt động của CDC tỉnh Hải Dương. Theo đó, Giám đốc Sở Y tế giao ông Nguyễn Phúc Thiện, Phó Giám đốc CDC Hải Dương, điều hành hoạt động của trung tâm kể từ ngày 13 tháng 12 cho đến khi kết thúc việc điều tra. Giám đốc công ty ở Cà Mau nổ là chủ đầu tư dự án để phân lô bán nền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Ngày 16 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở làm việc đối với Châu Thành Nhân, sinh năm 1982, ngụ tỉnh Hậu Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huỳnh Châu. Theo như thông tin ban đầu, dự án khu nhà ở liên kề thuộc tổ hợp thương mại Cửu Long nằm trên địa bàn phường 5 thành phố Cà Mau do Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí làm chủ đầu tư. Tháng 7 năm 2016, công ty ký thỏa thuận hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huỳnh Châu để chuyển mục đích sử dụng đất của dự án. Lúc này thì Nhân tự xưng là chủ đầu tư và thực hiện phân lô bán nền. Cụ thể dự án có 102 lô đất, nhưng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huỳnh Châu đã lập hợp đồng mua bán, hợp đồng vốn góp nhận đặt cọc 114 lô đất. Để tạo được lòng tin cho người dân, Nhân đề nghị một phòng công chứng trên địa bàn tỉnh công chứng các hợp đồng góp vốn. Bằng thủ đoạn trên, Châu Thành Nhân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huỳnh Châu đã chiếm đoạt được số tiền gần 50 tỷ đồng của hàng chục người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Hậu Giang. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng thông báo đến các tổ chức cá nhân ký hợp đồng mua bán góp vốn tại dự án khu nhà ở liên kề thuộc tổ hợp thương mại Cửu Long thì liên hệ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh để được hướng dẫn và giải quyết. Phát hiện một doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế mua bán trái phép hóa đơn gần 35 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này đã thi hành lập khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Quang Bền, sinh năm 1975, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Quang Đức.
ông Lê Tín, sinh năm 63, kế toán doanh nghiệp tư nhân Quang Đức về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy khoảng thời gian từ 2017 đến 2020, doanh nghiệp tư nhân Quang Đức đã có hành vi mua bán 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hóa đơn là gần 35 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đã thu giữ các tài liệu chứng cứ để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác. Lộ nhiều tình tiết khó hiểu trong vụ test COVID-19 giá cắt cổ ở Bình Dương. Ngày 16 tháng 12, Sở Y tế Bình Dương cho biết sau khi báo chí phản ánh về việc rất nhiều công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Uchiyama Việt Nam bức xúc vì bị công ty trừ tiền test PCR COVID quá cao. Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra phòng khám đa khoa An Thuận tại Thạnh Hòa, An Thạnh, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại buổi làm việc, phía phòng khám chỉ cung cấp được hợp đồng test COVID-19 năm 2021 số 201100 ngày 5 tháng 7 giữa công ty trách nhiệm hữu hạn phòng khám đa khoa Sóng Thần, tên cũ của phòng khám đa khoa An Thuận, với công ty trách nhiệm hữu hạn Uchiyama Việt Nam. Tuy nhiên, hợp đồng chỉ thể hiện phòng khám thực hiện test nhanh cho số lượng 300 nhân viên, ngày khám là mùng 6 tháng 7 năm 2021, với giá test là 350.000 đồng một người một lần. Phòng khám này cho biết là không ký hợp đồng xét nghiệm PCR với công ty trách nhiệm hữu hạn Uchiyama Việt Nam mà chỉ thực hiện bảng báo giá và thanh toán chi phí xét nghiệm trực tiếp với công ty. Đối với việc thực hiện xét nghiệm 57 trường hợp công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Uchiyama, phòng khám đa khoa An Thuận thừa nhận đúng như nội dung báo chí đã phản ánh. Theo đó, phòng khám chỉ gửi mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Y học Dự phòng Quân đội phía Nam, đơn vị đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR theo giấy chứng nhận do Viện Pasteur TP.HCM cấp và đã xuất trình hợp đồng nguyên tắc ngày 15 tháng 7 giữa phòng khám và Trung tâm Y học Dự phòng Quân đội phía Nam kèm bảng báo giá xét nghiệm mẫu đơn là 1 triệu đồng một mẫu, đã xuất trình đủ 57 trên 57 phiếu kết quả xét nghiệm từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 của nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Uchiyama Việt Nam. Về công tác thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm PCR, phòng khám đã xuất trình hai hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho công ty trách nhiệm hữu hạn Uchiyama Việt Nam như sau. Hóa đơn số 0002053 ngày 8 tháng 11, tên hàng hóa dịch vụ test COVID-19, tổng số tiền là 229.930.000 đồng, kèm với bảng kê hàng hóa dịch vụ. Trong đó giá dịch vụ xét nghiệm test PCR mẫu đơn 1.900.000 đồng một mẫu. Tiếp theo hóa đơn khác số 002095 ngày 12 tháng 11, tên hàng hóa dịch vụ test COVID, tổng số tiền 257.900.000 đồng, kèm theo bảng kê hàng hóa dịch vụ. Trong đó giá dịch vụ xét nghiệm mẫu đơn là 1.500.000 đồng một mẫu. Ngoài việc gửi mẫu PCR cho Trung tâm Y học Dự phòng Quân đội phía Nam, phòng khám này còn gửi mẫu cho một số phòng xét nghiệm như Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bicamex, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, Phòng xét nghiệm Việt Á, v.v. Tại buổi làm việc, Thanh tra Sở Y tế đã chỉ ra những sai phạm của phòng khám Đa khoa An Thuận. Theo đó, mặc dù chưa được Sở Y tế cho phép thực hiện dịch vụ xét nghiệm RT-PCR, cơ sở chỉ thực hiện lấy mẫu gửi các phòng xét nghiệm thực hiện PCR đủ điều kiện, nhưng phòng khám đã thực hiện việc báo giá dịch vụ xét nghiệm cho các công ty trên địa bàn, trong bảng báo giá không nêu rõ đơn vị gửi mẫu đủ điều kiện xét nghiệm PCR. Cụ thể, phòng khám đã xuất trình 3 bảng báo giá test nhanh và lấy mẫu PCR, như bảng báo giá ngày 12 tháng 7, test nhanh 350.000, PCR đơn 1.900.000, ngày 10 tháng 11, PCR đơn 1.500.000, bảng báo giá ngày 15 tháng 11, PCR đơn 1.300.000. Ba bảng báo giá trên đều do bà Hoàng Thị Rơi, chức vụ trưởng phòng kinh doanh ký và đóng dấu treo của phòng khám, có báo cáo giấy ủy quyền số 01 ngày 27 tháng 7 của ông Trần Lê Phi, giám đốc cho bà Hoàng Thị Rơi ủy quyền báo giá dịch vụ. Một sai phạm nghiêm trọng khác nữa đó là phòng khám này chưa thực hiện việc công bố giá xét nghiệm COVID-19 về Sở Y tế theo văn bản chỉ đạo số 2545 ngày 11 tháng 10 về việc chấn chỉnh thực hiện việc thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19. Mặt khác thì bảng báo giá của phòng khám đa khoa An Thuận không nêu rõ đơn vị gửi mẫu đủ điều kiện xét nghiệm. Ngoài ra, đơn vị này cũng không ký hợp đồng xét nghiệm PCR với công ty Uchiyama Việt Nam. Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu phòng khám đa khoa An Thuận có văn bản giải trình các mặt còn tồn tại và hướng xử lý khắc phục trước ngày 20 tháng 11 năm 2021. Lợi dụng kẽ hở trong chuyển tiền trực tuyến, đối tượng gian manh lừa đảo tiền của nhiều người.
Mới đây, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt nóng và thực hiện hiện trường với Đặng Công Khanh, 29 tuổi, quê An Giang, thường trú tại phường 3, Vũng Tàu, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định vào đầu tháng 11 vừa qua, Khanh từ thành phố Vũng Tàu lên Đà Lạt để làm thuê nhưng không có việc làm ổn định. Khanh nắm rõ quy trình thanh toán trực tuyến của ngân hàng. Với trường hợp số tiền có trong tài khoản ít hơn số tiền muốn chuyển, ngân hàng vẫn gửi tin nhắn về số điện thoại đăng ký tài khoản đó với nội dung đang chuyển tiền đến số tài khoản thụ hưởng. Sau đó ngân hàng sẽ gửi thêm tin nhắn, giao dịch không thành công. Lợi dụng điều này, Khanh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Cụ thể, thông qua mạng xã hội Facebook, ngày 30 tháng 11, Khanh biết anh L trú tại phường 8, thành phố Đà Lạt muốn bán chiếc điện thoại với giá 10,9 triệu đồng. Dù lúc đó tài khoản ngân hàng chỉ có 100.000 đồng, nhưng Khanh vẫn thực hiện thao tác thanh toán trực tuyến cho anh L 10,9 triệu đồng rồi đưa tin nhắn đầu của ngân hàng cho anh xem. Thấy có tin nhắn đang chuyển tiền của ngân hàng, anh L tin tưởng giao điện thoại cho Khanh. Sau khi chiếm đoạt chiếc điện thoại, Khanh mang bán cho một cửa hàng tại Đà Lạt với giá 8 triệu đồng để tiêu xài. Còn anh L đợi mãi không thấy tiền chuyển vào tài khoản mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an. Đến ngày 4 tháng 12, cũng qua mạng xã hội Facebook, biết anh L ngụ tại Đà Lạt muốn bán một laptop, Khanh đã liên lạc thỏa thuận mua với giá 8,6 triệu đồng. Với thủ thuật tương tự, Khanh nhận laptop, mang cầm tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt, lấy 5,5 triệu đồng để tiêu xài. Cũng với chiêu bài trên, ngày 11 tháng 12, Khanh lừa lấy hai điện thoại của anh Quy, ngụ tại phường 12, Đà Lạt, mang đi cầm cố tại một cửa hàng trên đường Phan Đình Phùng để lấy 20 triệu đồng. Hôm sau, đối tượng tiếp tục lừa gạt anh T, trú tại Đà Lạt, chiếm đoạt chiếc điện thoại rồi mang bán cho một cửa hàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, lấy 11 triệu đồng.